Xin chào tất cả các bạn nhé. Đầu xuân năm mới thì Mạnh Phát tiếp tục là về những mẫu xe điện mới rất là đẹp và cũng rất là bắt mắt, và đặc biệt là có những cái cải tiến rất là ưu đãi để dành cho khách hàng. Và Mạnh Phát thông báo này, đây là lô duy nhất và vẫn còn cái giá cũ là 6,8 triệu mọi người nhé. Còn tiếp theo thì sẽ bị tăng giá và chúng ta sẽ đi vào cái mẫu xe mà một trong những mẫu xe mà bán thành công nhất mang thương hiệu Mạnh Phát, đó là mẫu 133 Superlet. À, xin mời các bạn. Đây là một phiên bản màu đỏ, hôm nay Mạnh Phát sẽ giới thiệu cho các bạn thể quan sát này. Xe được trang bị hai vành trước là vành nhôm CNC, đa chấu rất là đẹp, lốp và lốp 300-10, lốp không xăm mọi người nhé. Giảm sóc tại Mạnh Phát trang bị cho các bạn là giảm sóc nhôm, nhôm cắt ra các bạn nhé, không phải giảm sóc bằng sắt. Cái bắt giỏ của Mạnh Phát cũng vậy, rất là dày. Cái xe của Mạnh Phát thì Mạnh Phát đã nói nhiều các bạn là tại sao lại có xe Mạnh Phát rồi đúng không ạ? Xe của Mạnh Phát là xe độc quyền do chính Mạnh Phát làm chủ, không bán buôn cho bất kỳ một đơn vị nào. Chính vì vậy chất lượng nó sẽ đi khác với những cái hàng mà mọi người đang mua ở ngoài cửa hàng nhé. Mọi người cứ hình dung ấy, đúng không ạ? Nó là hàng lô với hàng kỹ đúng không ạ? Tức là sao? Hàng mà bán buôn thì chắc chắn là cạnh tranh về giá. Cho các bạn cái nọ thì bớt các bạn cái kia, nhưng mà hàng này nó khác, con mình để ra ai chẳng muốn nó tốt nhất đúng không ạ? Mạnh Phát khẳng định là cái mẫu này trong tầm giá 6,8 triệu là mẫu tốt nhất phân khúc. Đấy là điều cam kết đúng không ạ? Tiếp theo, các bạn thấy quan sát này, tem của Mạnh Phát là tem nước hoàn toàn mọi người nhé, không hề là tem dán. Tem dán thì ai chả dán được. Thêm một đội gia công lắp cái xe bình thường và dán cho bạn, dán tem vào là thành, nhưng không phải. Tem nước nó sẽ khác mọi người nhé, nó phải đảm bảo quyền lợi từ sản lượng đến chất lượng thì mới được dán nhé. Đây, nhựa toàn bộ là nhựa của xe là nhựa ABS. Cái cách để phân biệt như thế nào là nhựa ABS thì mọi người sẽ quan sát ở đây. Cách mọi người quan sát dễ nhất. Đây, nhựa ABS tức là cái hộp bình của nó sẽ là hộp bình dày dặn, là hộp bình loại này. Đây, sàn để chân rất là dày mọi người nhé. Đấy. Và tiếp theo là đặc điểm nhận dạng nhựa ABS, tiếp theo là đằng trong cốp. Tất cả xe trang bị nhựa ABS thì sẽ được trang bị là cái phần mà che cái bộ điều khiển của xe sẽ là như này. Đấy. Cách phân biệt dễ nhất để các bạn này hoàn toàn để phân biệt đúng không? Được chưa? Đây là phiên bản màu đỏ mọi người nhé. Động cơ của xe là động cơ 500W. Đây, mọi người sẽ quan sát này. Đây là động cơ 500W. Đấy. Rất là đẹp đúng không? Rè đằng sau sẽ được Mạnh Phát trang bị như Mạnh Phát nói là nhựa siêu rẻ. Đây mọi người nhìn này, mình đấm vào chẳng hạn này hoặc là mình ấn vào đấy, nó sẽ cong mà nó không bao giờ gãy được. Đây mọi người yên tâm nhá. Đây, giả sóc sau cũng là giả sóc rất là đẹp này, mọi người thấy chưa? Đấy, đây là, và đặc biệt là gì, cái phần quà mà Mạnh Phát muốn gửi đến các bạn là gì, cái tay lại sách đằng sau trước kia của Mạnh Phát là mẫu là nhựa siêu cứng, thì nay Mạnh Phát cải tiến các bạn là lên bằng nhôm nhá mọi người nhá. Nhôm này á sẽ đắt hơn nhựa là 100.000, nên là nguyên nói về giá nhập. Nhưng Mạnh Phát vẫn bán cho các bạn cái mẫu này với hai màu đỏ và đen với cái giá chỉ có 6,8 triệu mọi người nhé. Lô sau thì sẽ là 7 triệu. Đấy, lô này là lô duy nhất vẫn còn riêng của ngày Tết, được chưa? Và tiếp theo thì mọi người hãy quan sát nhé, cái sạc mà Mạnh Phát đang trang bị cho các bạn ở trên xe là sạc Tanaka, là sạc được đăng ký bản quyền thương hiệu, được Cục Đăng Kiểm Việt Nam chấp thuận là sạc chất lượng, được chưa? Không phải là sạc lô đi theo một loạt xe điện, các bạn sẽ để ý nhé. Một loạt xe điện mà khi các bạn đang ra cửa hàng mua ấy, sẽ là hàng rẻ tiền, không hề có bọc ni lông mà cũng không hề chất lượng, và mình sẽ bóc cái sạc cho các bạn xem. Sạc sạc là sạc chất lượng. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Thông tin ghi rất là rõ ràng, minh bạch. Đấy. Thương hiệu được dập nổi, dây rất là to, to như dây nổ cơm điện mà các bạn đang dùng luôn. Đúng chưa? Đấy. Các bạn lưu ý nhé, tất cả sản phẩm mà Mạnh Phát bán cho các bạn sẽ được bảo hành toàn quốc là 1 năm. Giá 6,8 triệu là bao gồm vận chuyển toàn quốc nhé. Còn các bạn đến tại cửa hàng thì các bạn sẽ mua cái xe này với cái giá là 6,500,000. Thấy chưa? Bán xe ra tặng kèm sạc, tặng kèm giỏ là giỏ sắt này mọi người nhé. Giỏ sắt. Đây là màu đỏ và đây là màu đen. Nên mọi người quan sát này. Và đặc biệt là khi mua xe tại Mạnh Phát sẽ được trang bị sẵn bộ chống trộm trên xe, và bộ chống trộm này nó sẽ tự động khóa xe các bạn luôn. Đấy. Khi chúng ta mà sử dụng xe chúng ta sẽ ấn để tự mở khóa nhé. Chỉ có chống trộm xịn thì sẽ tự động khóa xe. Tức là khi khóa xe thì nó sẽ khóa cả bánh xe vào đây. Mọi người sẽ xem này. Đấy, bắt đầu kêu và khóa bánh rất là cứng nhá. Đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy. Đấy. Còn tiếp theo là về cái đèn của xe nhá, mọi người quan sát này. Đấy, đèn của xe đây mình sẽ bật khóa lên và test động cơ và đèn xe các bạn xem này. Đèn tại sao lại gọi là mẫu Super LED? Mẫu này cực kỳ phù hợp cho học sinh đi học, bởi vì sao? Buổi tối là phải đeo thêm, hoặc là công nhân đi làm về làm tăng ca đến 8 giờ tối mới về đúng không? Thì mẫu đèn này nó rất là sáng. Đây mọi người nhìn này, đây anh sẽ quay cho mọi người xem này. Trực tiếp giữa ban ngày mà mọi người nhìn tay mình có chói không ạ? Rất là chói, đèn này rất là sáng nhá. So với xe máy thì sáng gấp rất là nhiều lần xe máy luôn.
đấy, đi buổi tối rất là an tâm. Và tiếp theo là về xi nhan. Xi nhan của xe là dụng xe LED và đặc biệt là gì? Nó bị là cao su dẻo, nó chống gãy đấy, và quyệt rất là yên tâm này. Mặt đồng hồ của xe có mức super LED này thì mọi người đều biết rồi đúng không? Là mặt đồng hồ dạng to bản rất là đẹp, giống như một chiếc điện thoại chúng ta để đây này, sẽ hiển thị vạch báo pin này, tốc độ này và quãng đường đi được. Xe sẽ có hai nấc nhanh chậm mọi người nhé, đây là công tắc nhanh chậm của xe này. Còn bên này là đèn còi xi nhan mọi người nhé. Đây chúng ta sẽ quay cho mọi người nghe tiếng động cơ này. Chắc là mọi người sẽ không nghe cái gì đâu ạ, đúng không ạ? Vì động cơ rất là êm. Đúng, hàng chất lượng thì động cơ nó êm như này. Được chưa ạ? Rất là êm nhá, và có hai nấc nhanh chậm. Xe này sẽ chạy từ 40 đến 50 km một lần sạc. Đúng, động cơ là 500W mọi người nhá, chạy ắc quy là 48V 14A. Do Mạnh Phát là cũng là đang phân đơn vị phân phối luôn. Cho nên mọi người hoàn toàn thể yên tâm về chất lượng nhé. Điều kiện của mua xe của Mạnh Phát thì mọi người biết rồi. Trước khi đi vào cái thông tin thì mình sẽ giới thiệu chút về cửa hàng mình cho mọi người. Những ai mà xem video lần đầu thì mọi người có thể yên tâm mua xe. Còn những bạn mà đã theo dõi lâu ngày rồi thì mình không cần phải nói đúng không ạ? Mọi người đã quá là tin tưởng cũng như yên tâm về sản phẩm và chất lượng của Mạnh Phát rồi. Đây, thông tin của nhà mình đấy. Ở Hà Nội, Bắc Ninh và Sài Gòn, hiện tại nhà mình đang có 5 cửa hàng nhé mọi người nhé. Đấy, số điện thoại của mình là 085 993 461. Và số điện thoại này mình sẽ ghi ngay lên tiêu đề của video để mọi người dễ dàng liên lạc nhé. Đấy, và Mạnh Phát đang tự hào là đơn vị chính thức của bán xe điện lẻ, hợp tác được với Viettel Post. Và Viettel Post sẽ nhận vận chuyển cho hàng của Mạnh Phát đến toàn quốc, kể lên ra đảo Phú Quốc hay Phú Quý hay là tận Cà Mau thì mọi người cũng hoàn toàn thể mua xe tại Mạnh Phát với cái giá chỉ có 6,8 triệu thôi. Điều kiện mua xe thì ai đã xem video này cũng là ai đã theo dõi Mạnh Phát thì biết rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau đặt cọc cho Mạnh Phát 1 triệu thông qua số tài khoản mà nhắn tin qua Zalo. Mạnh Phát nhận được tiền và sẽ gửi hàng cho các bạn từ 3 đến 5 đến 7 ngày, tùy theo mức độ xa gần thì mọi người sẽ nhận được xe và nhận được xe, kiểm tra xe, đi thử rồi thanh toán cho nhân viên Viettel. Nó rất là đơn giản đúng không? Và hoàn toàn thể yên tâm về chất lượng. Trước khi nếu mà khách hàng yêu cầu thì trước khi gửi, Mạnh Phát sẽ làm một video test xe như thế này. Đấy, từng xe một gửi cho từng khách hàng để mọi người thể yên tâm. Đấy, và khi nhận xe để đảm bảo là không bị hư hại, đúng không? Ở đây mọi người sẽ đi Mạnh Phát ra đây để mọi người sẽ biết là khi mà bọc xe để gửi các bạn thì xe sẽ bọc như thế nào. Đây là một chiếc xe đã được bọc. Ví dụ các bạn xem, và Mạnh Phát lát sẽ chuyển cho các bạn là 2 xe cho 2 khách hàng. Đây là một chiếc xe bọc rất là kỹ từ cái tay ga để không bị gãy tay phanh này, nhựa nhất cũng bọc rất là cẩn thận. Đấy, nên là mọi người hoàn toàn thể yên tâm nhé. Đây chính là mẫu này, đây cũng vậy này. Đây là 2 sản phẩm mà bọc để gửi cho khách hàng đây, mọi người xem. Một người ở Đồng Nai và một người ở Hải Phòng mọi người nhé. Ai mà thấy video hay và ý nghĩa thì mọi người hãy cho Mạnh Phát một đăng ký và một subscribe kênh nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng Mạnh Phát trong thời gian vừa qua. Đấy, nhớ là số điện thoại của Mạnh Phát mình nhắc lại nhé, 085 993 461 nhé. Cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.